Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay em giới thiệu một cái sản phẩm mới về bên em. Đó là máy sấy tóc của Philips. Con này nó thuộc series 3000 của Philips nhá. Con này nó hiện tại nó có hai màu, màu xám và màu tím nhá. Con này thì công suất là 2100W. Thì con này nó kèm hai cái đầu sấy tóc nhá. Đây là cái đầu sấy cơ bản, đầu tạo kiểu tóc này. Ra. Con này thì nó là nhập trực tiếp từ Đức, nó là cái hàng tiêu dùng nội địa Đức nên là điện của nó là điện 220 nhá. Mọi người dùng thoải mái, không sợ điện 110 như Mỹ hay Nhật đâu ạ. Con này thì nó có chức năng ion nhá. Tạo ra tới 20 triệu ion mỗi lần sấy nhá, để tóc mình nó mềm mượt hơn. Đây ion. Con này thì có 3 cái mức nhiệt để mình lựa chọn này. Và trong cái mức đấy thì mình có thể tăng công suất ở đây cực kỳ mạnh luôn. Đó. Philips thì là một cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Mà bản này thì lại bán thị trường của châu Âu nên là chất lượng rất là tốt luôn. Tất nhiên là nó vẫn sản xuất ở nhà máy ở China thôi, nhưng không phải là nhập châu Âu thì sản xuất chạy châu Âu đâu, nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ tốt và độ hoàn thiện rất là cao luôn. Nói chung là sản xuất trên thị trường châu Âu bao giờ độ hoàn thiện cũng rất cao. Con này thì bên em đang bảo hành 12 tháng, lỗi kỹ thuật nhé. Free ship nội thành Hà Nội, ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Hai cái mẫu này thì bên em có trưng bày tại cửa hàng nhé. Cửa hàng tại, có địa chỉ tại Kiếu 8 VV5 bán đảo Linh Đàm. Ai muốn qua xem thì qua địa chỉ của em. Hoặc là ai muốn tư vấn thì inbox qua Zalo 0985608831. Để nhận những cái video mới nhất của nhà bếp 89 thì mọi người nhấn like và subscribe kênh nhé. Em xin cảm ơn.